Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là 6 cái loại cầu xe điện, 6 loại các bạn nhé. Và nó có tính năng khác nhau thì mình mới phân ra là 6 loại. Loại to, loại nhỏ, loại làm xe chơi, loại tải hàng. Thì tùy theo mục đích sử dụng người ta sẽ sử dụng cho nó hợp lý. Đây, đầu tiên thì sẽ giới thiệu đến các bạn là cái cầu xe điện là đầu tiên này là cầu loại to, tốc độ nhanh. Nó thì tốc độ nhanh trong dòng xe điện thôi, chứ còn nó không phải là nhanh so với máy xăng thì nó không thể nhanh bằng được. Thì cái cầu này là cầu một số, động cơ thì nó có các loại từ 1.000 đến 3.000W. Nó có loại một số, hai số, phanh cơ và phanh dầu tăng trống và phanh dầu đĩa đều có. Thì thằng này thì thường thường là nó có tỷ số truyền là 110 và 120, nếu mà có số thì là 120, còn không có số thì là 110. Có những hộp số thì nó tỷ số truyền là 18 và 112, thì cái đấy là tùy. Tiếp theo là đến cái cầu số 2, thì nó là cầu xe điện loại nhỏ hơn. Cầu này thì thường thường dùng cho những cái tải dưới 500 kg thì nó hợp lý hơn, còn cái cầu trên thì có thể là 500 kg trở lên. Cầu này cũng có các dòng động cơ từ 500 cho đến 1.500. Tuy là công suất 1.000 nhưng nó không thể to bằng cái động cơ này được. Đây, ví dụ như con này là 1.000 này, thì cái con này cũng 1.000 này, nhưng con kia là 1.000, nó to rất nhiều vì là dòng nó cao hơn. Cho nên là tốc độ thì hai thằng thì ngang nhau, nhưng mà lực kéo thì con to thì nó sẽ khỏe hơn. Còn đây là phiên bản cầu số 3, thì nó cũng giống cầu số 2 thôi nhưng nó là phanh dầu. Còn đây là cái phiên bản này, phanh cơ, cũng là cầu giống số 2 nhưng mà nó là cầu ghép, thì nó phù hợp với những cái dòng cầu nhỏ. Thì tiếp theo là giới thiệu với các bạn đến cái cầu thứ cuối cùng, cầu số 5. Thì cầu này nó là cầu to và tỷ số truyền nó giảm rất là lớn. Thằng này thì nó chỉ chuyên cho các bạn chở hàng trong nhà xưởng hoặc là làm xe lân, nó rất là phù hợp. Như thằng này tỷ số truyền nó rất là lớn cho nên là tốc độ nó chậm và nó rất là khỏe. Các bạn có thể so sánh hai cái ống cầu này, thì cái ống cầu của thằng này nó tới phi 70 cơ, còn cái ống cầu của thằng cầu nhỏ kia nó chỉ có phi 60 thôi. Đấy, nó rất là khỏe. Thì có giới thiệu qua đây để cho các bạn xem tổng thể và lựa chọn thế nào cho nó phù hợp. Với lại mục đích của em đăng lên đây là để cho các bạn tiện theo dõi và dễ hình dung ra các cái sản phẩm bên em đang có. Mọi thông tin liên hệ đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Những cái cầu điện này thì có rất nhiều biến thể khác nhau, một số, hai số, tức là số mạnh và số nhanh. Còn công suất động cơ thì có rất nhiều loại khác nhau. Các bạn cứ cần loại nào thì yêu cầu loại đấy cho nó dễ, chứ bên mình không giới thiệu hết ở trên này được. Chiều ngắn dài cũng có rất là nhiều. Đấy, ngoài ra thì còn một loại, còn hai loại nữa nhưng hiện tại bên em đang hết hàng. Thì hiện tại bên em bày ra đây là 5 loại cho các bạn dễ đặt hàng và theo ứng dụng của mình thì đặt cho nó dễ hơn. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng.